Mời em chúng ta cùng đến với bài số 2, số hỏi chấm. Ở đây là chúng ta sẽ đi rèn luyện về các bảng nhân và bảng chia. Ở bảng thứ nhất là chúng ta sẽ đi rèn luyện về phép nhân. Thừa số nhân thừa số ta sẽ được kết quả bằng tích. 2 nhân 3 bằng 6, ta viết 6. 2 nhân 4 bằng 8, ta viết 8. 2 nhân 8 bằng 16, ta viết 16. 3 nhân 9 bằng 27, ta viết 27. 3 x 6 bằng 18, viết 18. 3 x 7 bằng 21, viết 21. 5 x 4 bằng 20, viết 20. 5 x 6 bằng 30, viết 30. 5 x 5 bằng 25, viết 25. Chúng ta cùng đến với bảng tiếp theo, đó là sử dụng, đó là bảng chia, đúng không ạ? Số bị chia cho số chia ta sẽ được kết quả bảng thương. 14 chia 2 bằng 7, ta viết 7. 18 chia 2 bằng 9, ta viết 9. 20 chia 2 bằng 10, ta viết 10. Vậy thì chúng ta thấy rằng 3 câu đầu tiên là chúng ta rèn luyện cho thầy là bảng chia 2, đúng không? 3 câu tiếp theo chúng ta rèn luyện về bảng chia 3 đây rồi. 24 chia 3 bằng 8, viết 8. 30 chia 3 bằng 10, viết 10. 27 chia 3 bằng 9, viết 9. 3 câu tiếp theo chúng ta sẽ ôn về bảng chia 5. 35 chia 5 bằng 7, viết 7. 20 chia 5 bằng 4, viết 4. 50 chia 5 bằng 10, ta viết 10. Như vậy chúng ta đã xong bài số 2.